Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta hãy cùng làm quen với một vị khách hàng đã qua DK để trải nghiệm dịch vụ, để xem chị ấy có những chia sẻ về dịch vụ của tại DK nhé. Em chào chị ạ. Vâng, chị có thể giới thiệu cho mọi người đang xem livestream được biết là mình tên là gì và mình đến từ đâu được không ạ? Tên là Nguyễn Phương Anh, đến từ Hà Nội ạ. Dạ vâng, và hôm nay mình đã qua DK để trải nghiệm dịch vụ gì ạ? Em điêu khắc lông mày. Dạ vâng, thì không biết là tại sao mình lại lựa chọn mình để đến DK trải nghiệm dịch vụ hair shop lông mày ạ? Em thấy đẹp và nói chung là nhìn đẹp và thích ạ. Dạ vâng, không biết mình biết DK qua đâu ạ? Mình biết qua trên Facebook ạ. Facebook đúng không ạ? Vâng, và em được biết là chị Phương Anh thì chưa từng phun xăm lông mày bao giờ đúng không ạ? Và hôm nay là lần đầu tiên mình phun xăm lông mày và mình đã tin tưởng để trao gửi cặp lông mày cho DK. Thì trước đó là tình trạng lông mày của mình như thế nào mà mình lại muốn trải nghiệm phun xăm? Không có lông mày. Không có lông mày thì ạ. Và camera có thể zoom sát hơn là mọi người thì nhìn kỹ nhá. Thì bạn Phương Anh sợi lông mày của bạn rất là thưa và nhạt. Và cái sau khi Master Ngoan Minh Vương thêm những sợi lông mày giả vào thì mọi người có thể thấy là lông mày thật, lông mày giả đang xen vào nhau rất là tự nhiên. Và cái dáng mày của Master thiết kế thì cũng đã thiết kế theo tỷ lệ gương mặt của từng khách hàng để có thể có cái dáng mày phù hợp nhất với gương mặt. Và bạn cảm thấy thế nào về cái sản phẩm ngày hôm nay ạ? Em rất hài lòng và rất thích ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Và nếu mà mình cảm thấy ưng ý về sản phẩm và dịch vụ tại DK thì mong là mình có thể giới thiệu thêm cho bạn bè và người thân đến. Dạ vâng, rất cảm ơn chia sẻ. Rất cảm ơn chị Phương Anh đã lựa chọn và tin tưởng sử dụng dịch vụ của DK. Hiện tại thì DK đang giảm giá dịch vụ hair shop lông mày lên đến 30%. Vì vậy ai mà chưa ưng ý với cặp lông mày của mình hoặc là đã từng trải qua phun xăm thẩm mỹ mà gặp cái tình trạng lông mày trổ xanh, trổ đỏ, dám mày chưa ưng ý thì mọi người sẽ hoàn toàn có thể qua DK để xóa sửa. Mọi người có thể inbox trực tiếp qua fanpage hoặc gọi điện đến hotline 0912 31 0000 để đặt lịch qua DK mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.